Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tại sao gạo lứt hoặc hạt cốc là thức ăn chính của loài người? Gạo lứt, hạt cốc là thức ăn quân bình âm dương một cách tự nhiên, nên là thức ăn tốt nhất cho loài người. Cốc loại còn gọi là hạt cốc, ngũ cốc, gồm có lúa gạo, nếp, bắp, hạt kê, bò bò, lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, kiều mạch, yến mạch. Để tính âm dương trộn thức ăn, tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng vào đầu thế kỷ 20, dựa vào tỷ lệ kali trên natri có trong thức ăn. Tỷ lệ này nếu bằng 5, thức ăn quân bình, lớn hơn 5 là âm hơn, và nhỏ hơn 5 là dương hơn. Tỷ lệ kali trên natri trong gạo lứt là 4.5, nên gạo lứt được xem là thức ăn quân bình âm dương. Thức ăn của loài người không do loài người tạo ra, mà do tạo hóa ban tặng cho chúng ta, nên không ai giải thích được tại sao con người ăn gạo lứt hạt cốc, cũng giống như không lý giải được tại sao con bò ăn cỏ, máu mang màu đỏ, cây cỏ màu xanh hoặc mặt trời mọc ở hướng đông. Mọi giải thích đều là sự cố gắng. Ông bà đã ví gạo là hạt ngọc trời ban cho chúng ta và đã sử dụng hạt gạo từ thời xa xưa, thể hiện qua sự thích bánh chưng bánh dày thời vua Hùng. Gạo lứt hạt cốc phù hợp với hệ tiêu hóa của con người. Về răng, con người có răng hàm để nhai, nghiền thức ăn dạng hạt và không có răng nanh sắc nhọn như loài ăn thịt. Trong nước bọt của con người có men amylase. Men amylase tác dụng với tinh bột của gạo lứt, cốc loại, tạo thành đường glucose và các dưỡng chất cho cơ thể. Cho nên, nhai càng nhiều, cơ thể được cung cấp dưỡng chất càng nhiều, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Rõ ràng, con người ăn gạo lứt là ăn thuận với quy luật thiên nhiên. Ăn nghịch với thiên nhiên thì chúng ta không thể có sức khỏe tốt được. Muốn có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn đúng với thức ăn của loài người. Khi có sức khỏe tốt, trí tuệ sẽ sáng suốt. Khi trí tuệ sáng suốt, chúng ta phân định được điều đúng, điều sai, điều hay, điều dở, điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Trí tuệ sáng suốt giúp chúng ta suy lường được hành động ngày hôm nay sẽ tạo ra kết quả gì trong những ngày sắp tới, trong những năm tới hoặc trong những thiên niên kỷ tới. Trí tuệ càng sáng suốt thì suy lường của chúng ta càng xa, càng rộng. Thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự nghiệp. Từ khi có nhà máy xay gạo, chúng ta mới ăn gạo sắt trắng. Hạt gạo sắt trắng là hạt gạo mất quân bình âm dương, nên ăn hạt gạo sắt trắng trong một thời gian sẽ làm cơ thể mất quân bình âm dương theo và dẫn đến bệnh tật. Theo đông y, bệnh là do mất quân bình âm dương trong cơ thể gây ra. Chữa bệnh là lặp lại quân bình âm dương, trạng thái mất quân bình hoặc thiên về âm hoặc thiên về dương, chủ yếu do ăn uống. Cơ thể khỏe mạnh là cơ thể quân bình âm dương. Gạo lứt còn lớp cám bao bên ngoài là hạt quân bình âm dương. Thường xuyên ăn gạo lứt, cơ thể sẽ giữ được quân bình, vì thế luôn giữ được sức khỏe tốt. Nếu lỡ bị bệnh, cơ thể bị mất quân bình mà ăn gạo lứt một thời gian, cơ thể sẽ tự lập lại quân bình. Từ đó cơ thể khỏe mạnh lại và mọi bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Việc lành bệnh nhanh hay chậm tùy thuộc sự mất quân bình của cơ thể là nhiều hay ít. Mất quân bình nhiều thì cần thời gian dài hơn. Ngoài ra, việc lành bệnh nhanh hay chậm còn tùy thuộc tâm của người bệnh có mở hay không. Tâm càng mở lành bệnh càng nhanh. Tâm mở là tâm biết vui vẻ chấp nhận bệnh tật và biết nguyên nhân bị bệnh. Do đó chúng ta mới biết cách sửa chữa, khắc phục những lầm lẫn trong quá khứ để những lầm lẫn đó không lặp lại trong tương lai. Tâm mở là tâm biết yêu thương, chia sẻ và thông cảm với những người xung quanh, biết cảm ơn vạn vật và biết cảm ơn bệnh tật đã nhắc nhở và cảnh báo ta. Ha ha ha,